Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, chỉ số năng lực hoạt động của ngành logistics trên thế giới đã tăng và đạt 3,34 điểm so với 3,27 điểm năm 2018. Việt Nam cũng là nước được xếp hạng trong top 10 thị trường các nước mới nổi với tốc độ tăng trưởng dịch vụ logistics ở mức 14 đến 16% một năm. Trên thực tế, dịch COVID-19 cũng đã tác động mạnh mẽ và sâu rộng, tạo ra những xu hướng, mô hình, phương thức mới trong sản xuất lưu thông và tiêu dùng hàng hóa trên phạm vi toàn cầu, tạo ra động lực mới cũng như sức ép, đòi hỏi Việt Nam cần đổi mới, thay đổi tư duy, cơ chế quản lý, công nghệ và nguồn nhân lực logistics nếu không muốn tụt hậu trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025, thì đến năm 2025, tỷ trọng đóng góp vào dịch vụ logistics vào GDP đạt 5-6%, tốc độ tăng trưởng dịch vụ logistics đạt 15-20%, tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ logistics đạt 50-60%, chi phí logistics giảm xuống tương đương 16-20% GDP, xếp hạng theo chỉ số LPI trên thế giới đạt thứ 50 trở lên. Tuy nhiên, số liệu từ Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics và Bộ Công Thương Việt Nam cho thấy, hiện nay 95% các doanh nghiệp logistics Việt Nam chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, quy mô hạn chế. Hiện cả nước có khoảng 3.000 doanh nghiệp tham gia cung cấp các loại hình dịch vụ logistics, trong đó chỉ có khoảng 30 doanh nghiệp logistics đa quốc gia và mới chỉ nắm giữ khoảng 30% thị phần trong nước của dịch vụ này. Logistics hiện nay thì là 90% của chúng ta thì vẫn chủ yếu là chúng ta là làm thu hộ cho các cái hãng tàu của nước ngoài. Và chúng ta cũng chỉ đi được những cái tuyến đường ngắn từ Việt Nam sang Hồng Kông, sang Đài Loan, sang Singapore. Sau đó chúng ta nối những cái tàu mẹ để đi sang đến những cái sang những cái nước như là Mỹ, châu Âu, Nhật Bản. Và với những cái tuyến đường như vậy thì chủ yếu hiện nay là các cái chủ tàu nước ngoài là những người kiểm soát cái logistics này. Ý tôi muốn nói là cũng mong muốn Bộ Công Thương cũng như xây dựng cái phát triển ngành, cái chiến lược phát triển ngành để chúng ta cũng sẽ là những cái chủ tàu trong tương lai thay vì những cái chủ tàu là người nước ngoài. Theo thống kê, quy mô thị trường logistics toàn cầu năm 2021 đạt 3.215 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,6% so với năm 2020. Điều này cho thấy ngành logistics có tiềm năng phát triển rất lớn. Thị trường logistics toàn cầu được thúc đẩy bởi việc khôi phục dòng chảy thương mại quốc tế. Hơn nữa, các chính sách thuận lợi hóa thương mại, kích thích tăng trưởng kinh tế hậu COVID-19 được thực hiện bởi chính phủ cũng đang hỗ trợ trong việc mở rộng thị trường. Tuy nhiên, để phát triển dịch vụ logistics thành một ngành đem lại giá trị gia tăng cao, gắn dịch vụ logistics với sản xuất hàng hóa, xuất nhập khẩu và thương mại, các doanh nghiệp logistics Việt Nam cần có giải pháp hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh, cung cấp dịch vụ logistics về số lượng, quy mô, trình độ nhân lực, từ đó sẽ có năng lực cạnh tranh cao ở thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời tạo liên kết để logistics và thương mại điện tử cùng phát triển. Quá trình số hóa của chúng tôi bắt đầu từ năm 2016. Có thể nói là bây giờ 90% các hoạt động của chúng tôi đã hoàn toàn được số hóa. Chúng tôi có thể nói là một trong những ít công ty giao nhận ở Việt Nam và sử dụng rất là ít giấy, gần như là mọi thứ chúng tôi đều lưu trữ trên iCloud. Các hoạt động của chúng tôi đều được sử dụng trên các hệ thống phần mềm. Và chúng tôi cũng đã chuẩn bị trong cái việc là tích lũy về vốn, về kinh nghiệm. Và chúng tôi theo đuổi cái tầm nhìn của chúng tôi để trở thành một công ty logistics toàn cầu vào năm 2025. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở các văn phòng hiện diện tại châu Âu cũng như là tại các thị trường khác để từ đó tạo nên một công ty logistics Việt Nam có thể cung cấp dịch vụ logistics toàn cầu. Để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ logistics Việt Nam, Bộ Công Thương cũng đã có kế hoạch cải thiện chỉ số hiệu quả logistics, trong đó đề ra các nhóm nhiệm vụ cụ thể gồm nâng cao hạ tầng, cải thiện khả năng giao hàng, nâng cao năng lực và chất lượng cung cấp dịch vụ, ứng dụng công nghệ, tối ưu khả năng truy xuất, rút ngắn thời gian và giảm chi phí, nâng cao hiệu quả thông quan. Việt Nam bị ảnh hưởng bởi cái xu hướng tăng giá ở trên các thị trường, đặc biệt là giữa thị trường Trung Quốc với các cái thị trường lớn như là Hoa Kỳ và châu Âu. Và chúng ta cũng ở trong một cái vòng xoáy về tăng giá như vậy trên cái thị trường vận tải biển nói chung. Bộ Công Thương thì các cơ quan cũng đã có những cái đoàn kiểm tra để đảm bảo cái việc chấp hành nghiêm chỉnh những cái quy luật, những cái quy định của pháp luật về niêm yết giá đối với cái hoạt động vận tải.
cũng như là rà soát những các cái phụ phí trong cái lĩnh vực vận tải biển. Thì có thể có những cái phụ phí mà nó đưa ra ở cái mức thu nó cao quá, hoặc là cái cơ sở để mà thiết lập các cái mức phí đấy nó cũng chưa hoàn toàn hợp lý. Thì những vấn đề này cũng đang triển khai rất là quyết liệt để có sự hỗ trợ cho các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Với thực trạng hiện nay, các doanh nghiệp logistics Việt Nam chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vì vậy, ngoài những nỗ lực chuyển đổi số trong bản thân mỗi doanh nghiệp, cần cùng nhau kết nối lại để phát triển thành doanh nghiệp lớn, chú trọng phát triển nguồn nhân lực được đào tạo bài bản, có trình độ, sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm nhằm tạo dựng điểm tựa vững vàng cho doanh nghiệp. Chúng ta phải có một cái kế hoạch tổng thể, một cái giải pháp tổng thể, có một cái, phải dành ra một cái nguồn kinh phí nào đó để hỗ trợ cho các cái ngành nghề liên quan logistics. Thứ hai là phải có một cái kế hoạch đào tạo cái nguồn nhân lực này theo một cái kế hoạch chung, như là quy hoạch một cái kế hoạch chung trong suốt thời gian từ nay đến 2030 và những năm tiếp theo, để trên cơ sở đó thì các trường, các nhà trường, các doanh nghiệp có sự hỗ trợ phối hợp với nhau để tăng cường cái chất lượng đào tạo. Cái thứ ba nữa là gì, là giữa các doanh nghiệp và các nhà trường cũng cần có sự kết hợp với nhau một cách mạnh mẽ hơn để cái nhân lực đào tạo được có thể sử dụng được ngay và đáp ứng được yêu cầu ngay của doanh nghiệp logistics. Với quan tâm của chính phủ cũng như sự tích cực phối hợp triển khai của các bộ ngành địa phương, hiệp hội doanh nghiệp trong thời gian tới, ngành logistics Việt Nam sẽ tiếp tục là ngành dịch vụ quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh đào tạo nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin, xúc tiến thương mại và hợp tác quốc tế trong hoạt động logistics sẽ giúp Việt Nam đạt được mục tiêu mà chính phủ đã đề ra trong kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025.